ẩm thực vừa là công việc vừa là đam mê của mình. Mỗi một món ăn á đều là một trải nghiệm. Và món ăn nào thì mình cũng muốn hào hứng thử và chia sẻ với tất cả mọi người. Nhưng răng nghề buốt làm ăn uống mất vui, nhất là những cái đồ nóng, đồ lạnh như thế này nè. Biết rồi, ngại muốn chẳng muốn ăn gì luôn. Rồi bạn mình khuyên dùng Sensodyne mỗi ngày, giúp giảm e buốt hiệu quả và hơn thế nữa. Nhờ Sensodyne mà mình ăn uống thả ga luôn rồi. Nóng lạnh gì mình cũng không ngại và thoải mái theo đuổi đam mê. Sensodyne Gentle Whitening giúp giảm e buốt và hơn thế nữa.